tôi muốn chia sẻ với quý bà và chị em một niềm vui. Mùa chay phải chỉ là cái mùa sám hối khóc lóc than van về những cái tội lỗi của mình. Cái mùa chay còn là một niềm vui hơn là nếu như chủ nhật tuần trước chúng ta gọi là chủ nhật của niềm vui, vui vì một người con ngoan đạt trở về, một người tội lỗi trở về nhà cha, thì sứ điệp lời Chúa trong chủ nhật thứ năm hôm nay đó, đó là niềm vui của một cuộc đổi đời, niềm vui của một con đường mới, niềm vui của một niềm hy vọng. Và Thiên Chúa của chúng ta là như vậy, Ngài luôn luôn mở ra một con đường cho chúng ta, luôn luôn mời gọi chúng ta một hành trình tràn ngập niềm hy vọng và ơn cứu độ mà Ngài dành cho chúng ta, để chúng ta đừng u sầu buồn bã, phải vui lên. Trước hết trong bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah, ở trong một cái bối cảnh của một tình trạng bi đát, tâm tối, lưu vong trên đất Babylon, trong một dân tộc mà họ nhìn không có tương lai, không có niềm hy vọng, không biết ngày mai sẽ như thế nào, thì lời của Thiên Chúa nói với họ như thế này: ta sẽ vạch ra cho ngươi một con đường. Ngươi hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ mà cha ông các ngươi đi, một con đường mà chiến xa và chiến mã tương mạnh với binh hùng đã chìm xuống lòng biển đó, đã bị dập tắt, đã tắt ngấm như chim đèn. Trước hết Thiên Chúa nhắc lại một con đường băng qua cho lòng biển đó, mà trên con đường đó thì Thiên Chúa là đứng dậy quát dâm phải tình trạng luôn nè, đưa tới vùng đất mới tràn đầy sự vạn vật, vùng đất của tự do. Thiên Chúa nhắc lại cho dân biết điều đó. Rồi sau nữa thì Thiên Chúa bảo đảm cho dân một niềm hy vọng, nên vì như thế, vì Thiên Chúa là đứng dậy quát như thật vậy đó, thì trong cái cảnh u ám này, ta sẽ làm cho ngươi một con đường giữa sa mạc, khơi lại những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn đường giải thoát. Con đường thứ nhất là giữa lòng biển đỏ, và bây giờ con đường thứ hai là sẽ băng qua giữa sa mạc, sẽ đưa một cái dân tộc đó trở về, sẽ hồi hương, sẽ phục hồi lại đền thờ Jerusalem, sẽ làm cho dân đó được vui mừng, sẽ làm cho dân nó được nho quả, được giải thoát, sẽ gây dựng cho dân này thành một dân mới, dân đức tin và nghe Thiên Chúa. Còn gì niềm vui nào bằng tay chị em trong một cái cảnh lầm than bi đát như vậy mà nghe được những cái lời như thế nào? Và trong bài tin mừng là chúng ta biết người phụ nữ đang đứng giữa đền thờ Jerusalem bị bắt vì phạm tội ngoại tình. Chúng ta chỉ cần nhớ hai câu nói của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ hiểu được sứ điệp niềm vui mà giáo hội muốn truyền tải cho chúng ta. Chúa Giêsu ngẩng mặt lên nói với đàn đông dân chúng là bao quanh này, trong đó kinh sư và pharisêu đã không hai lần nằm trong tay một hòn đá để chuẩn bị giáng xuống đầu của người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Thì lời của Chúa cất lên: ai trong các ông phạm tội thì hãy ném trước đi. Và họ buông tay, họ rớt cái hòn đá xuống. Từ người già nhất cho đến người trẻ nhất, từ người già nhất đi trước cho đến người cuối cùng trẻ nhất đi sau. Không phải bởi vì người già người ta nhiều tội nên người ta đi trước đâu, bởi vì người già là cái người đã kinh nghiệm được cuộc đời này, trải nghiệm những cái thăng trầm của hoàn cảnh lịch sử, và họ bị đánh thức lương tâm trước tiên. Họ thấy mình can dự vào cái cuộc án này, họ thấy mình có liên lụy với người đàn bà đáng thương tội nghiệp này, họ thấy cái tội mình trong đó, và lương tâm họ bị đánh thức. Bởi vì trước khi mà đưa người đàn bà đến tới thì họ đã lập ra một cái bẫy để gài Chúa Giêsu, để tố cáo Ngài, bởi vì Chúa Giêsu đụng chạm đến quyền lợi rất lớn của họ. Họ đã được hưởng vận lộc tại đền thờ Jerusalem, trong khi đó Chúa nói dân này sẽ không còn thờ ta ở đền thờ này nữa,
Rồi Thiên Chúa thánh tẩy đền thờ, nơi mà họ đã bày ra để buôn bán, để trục lợi. Thiên Chúa trước hết, Giê-xu Kitô đã đụng chạm đến quyền lợi của họ. Và cái lời dặn dạy của Ngài là tình yêu là sự tha thứ, hấp dẫn đám đông dân chúng. Và họ đã bỏ đi cái nhóm kinh sư và Pharisee với những lề luật cũ kỹ kia. Thứ nhất, đó là quyền lợi của họ bị ảnh hưởng. Nên họ gài ra cái bẫy này để tìm cách tố cáo Chúa. Và bây giờ thì họ thấy rằng họ cần phải trở về, cần phải quán cải con tim của họ để đi một con đường mới. Nên họ buông hòn đá xuống, làm sao có thể nén được nữa, bởi vì tôi có chính phần trong đó. Làm sao mà tôi có thể nén được nữa, vì cái lòng ích kỷ, vì cái sự hơn thua, vì cái mối lợi của tôi đã cao quá, còn nặng hơn cả cái hòn đá kia, thì làm sao tôi có thể kết án anh chị em của mình. Thì họ đi về làm lại cuộc đời. Còn đối với người đàn bà phạm tội ngoại tình thì Chúa Giê-xu nói: thôi chị cứ về đi, tôi cũng không kết án chị đâu. Thiên Chúa là như vậy, là luôn luôn mở ra cho chúng ta một con đường, một niềm hy vọng để họ làm mới lại cuộc đời của họ, cho dù họ có tội lỗi tới đâu. Đây là vấn đề quan trọng trong đời sống của chúng ta, để chúng ta đừng bao giờ kết án anh chị em của mình, đừng bao giờ đóng khung và phải dán đạn cho bất kỳ một ai, để họ không còn có cơ hội làm mới lại cuộc đời của họ. Không có một vị thánh nào mà lại không có quá khứ, không có một tội nhân nào lại không có tương lai. Con đường mà Chúa mời gọi chúng ta là như vậy. Người trộm nạn chỉ cần thưa lên một câu thôi, là Đức Giê-xu khi vào nước của Ngài xin nhớ chúng tôi, thì tất cả anh được chung phần vinh phúc với Chúa trên thiên đàng. Phêrô đã từng chối Chúa, nhưng sáng mới ăn thì là Phêrô đã được mũ lạnh của giám mục công giáo. Và trong bài đọc thứ hai là một kinh nghiệm tuyệt vời của thánh Phaolô về một con đường mới đã mở ra cho Phaolô. Phaolô nói như thế này, kinh nghiệm của ông: bây giờ tôi coi tất cả là rác rến, là thua thiệt, là bất lợi so với mỗi lần tuyệt vời là được biết Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi đứng đã phục sinh, sống lại từ bệnh chết. Chúng ta biết Phaolô là một con người như thế nào. Trước khi đón nhận Giê-xu Kitô phục sinh, Phaolô là một cái người bắt đạo, tự hào mình là biệt phái nhiệt thành cho Thái giáo, tự hào mình là cái người hấp thụ truyền thống triết học của Hy Lạp. Thiên Chúa là được ở trên cao, Thiên Chúa không thể nào mà đồng thân đồng phận với con người hết. Thiên Chúa không thể nào mà nơi dân ngu khô đen Giê-xu Kitô được. Thiên Chúa là phải đứng ở trên trời. Nên khi mà nói Giê-xu Kitô là Chúa đã phục sinh, Phaolô chịu không nổi, phải đi trừ diệt cái nhóm dân đen này. Nhưng mà trên con đường Đa Mát thì chính Phaolô đã cảm nhận được ơn cứu độ, đã cảm nhận được Giê-xu Kitô phục sinh, đụng chạm đến cuộc đời của ông. Và bây giờ ông viết lên những cái lá thư này, tôi coi tất cả là thua thiệt, đã nát lên so với điều là Giê-xu Kitô là phục sinh, là Chúa của tôi, là đứng cứu độ cuộc đời của tôi. Và Phaolô nói đến cái câu kết trong cái lá thư mà chúng ta vừa đi nghe: bây giờ tôi coi tất cả là thua thiệt, bây giờ tôi để lại tất cả phía sau và tôi lao mình về phía trước. Tôi quay đi chặng đường đã qua và tôi lao mình về phía trước. Chặng đường đã qua là một cái quá khứ sai lầm, và bây giờ tôi phóng mình về phía trước, tôi hướng đến một tương lai, tôi đi con đường hy vọng của Giê-xu Kitô phục sinh mời gọi tôi. Và Phaolô đã trở thành một tông đồ của dân ngoại. Chúng ta ngày hôm nay ngồi ở đây phải nhờ công của Phaolô đó. Và vậy kính thưa quý bà và anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là như vậy, Ngài luôn luôn chờ đợi con người và mở ra cho chúng ta những con đường của sự hy vọng.
nay chúng ta mừng là thánh lễ chia tay cha Anton lên bậc thánh. Chúng ta cũng vui vì cha Anton lên bậc thánh ngày cũng kinh nghiệm trong hành trình đời sống đến một mình. Những chặng đường tưởng chừng là đóng lại thì Thiên Chúa lại tiếp tục mở ra cho ngài một hướng đi mới, một niềm hy vọng và một sức sống mới. Sau 7 năm truyền giáo ở Gia Rai á, thì một cái biến cố tai nạn giao thông mà cái chân của ngài coi như là tàn phế rồi, thì trở về đây chữa bệnh, tưởng chừng như là hành hương cái bên rồi. Nhưng mà chúng ta biết sao, Chúa lại chữa trị ngài một cách lạ lùng, một cách đã xảy đến. Cái chân tiếp tục đi và cái việc tiếp tục nói thăng hơn. Nên chúng ta cái người ta gọi là cái phòng công lý bảo vệ chúng ta có bây giờ, rồi chúng ta có thể được cái tin và chương trình giúp cho các anh chị em chân ngoan từ Bắc Chí Nam. Một con đường tưởng chừng như là đóng lại, Thiên Chúa lại mở ra cho ngài làm một việc khác, rồi ngài trở thành giám đốc của truyền thông Chúa Cứu Thế. Bao nhiêu lời rao giảng tin mừng được khắp nơi biết đến nhờ cái truyền thông Chúa Cứu Thế và do ngài thật sự hoạt động. Rồi bây giờ đang trong một cái như là chúng ta thấy một cái khoảng thời gian rất là đẹp, rất là thành công, thì Thiên Chúa muốn ngài dừng lại ở đây và tiếp tục đưa ngài về sau bọc. Thì tôi nghĩ rằng Thiên Chúa thấy rằng đại tổ lớn rồi, tất cả các nhóm ở đây là đủ vững mạnh rồi để tiếp tục tự lực cánh sinh, chiến đấu cho công lý và hòa bình. Và Thiên Chúa muốn ngài trở về với cái vùng đất ở dưới miền Tây kia, sáu bọc kia, rất đông người cơ man, một bố tu tu của ngài cũng chuyện giảng tin mừng ở dưới đó. Nên Thiên Chúa làm điều lớn lao lắm, kỳ diệu lắm. Và trên cuộc đời đó là cái kinh nghiệm của cha anh Tôn. Rồi về đó ngài sẽ xây dựng một cơ sở mới, ngài sẽ thành công trên một cái bước đường mới, chúng ta hy vọng như vậy. Và biết đâu sau này sáu bọc để trở thành là bảy bọc thì sao. Nhà anh ơi đây còn hai kia ơi, xong đi qua đời sáu bọc để thành bảy bọc thế đó. Thì chúng ta không biết được nha. Thì chúng ta trong linh lễ này đặt ơn Chúa và cầu nguyện cho một cái chặng đường mới của cha Anton. Và đây cũng là một điều mà chúng ta mời quản sư để chúng ta đừng bao giờ mặc cảm đau khổ vì cái tội lỗi của mình. Đau khổ là điều, cái tội lỗi của mình là điều cần, nhưng mà không ở lại trong cái sự mặc cảm đó, nhưng cần phải vượt qua để cho Thiên Chúa được chặng tới cứu chúng ta, chấp nhận đi cái con đường mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta. Ta tin chắc rằng Ngài luôn luôn có những cái kế hoạch trong cuộc đời của chúng ta, bởi vì con đường này mở ra luôn luôn là con đường của những hy vọng. Xin Chúa ban ơn và xin lành.